Quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân đang tới gần, cũng là lúc khắp các miền quê xứ Lạng, đồng bào bước vào vụ mùa với những cánh đồng lúa trải dài, những nương ngô xanh mướt. Tại quê hương Tràng Định, một trong những mảnh đất anh hùng của miền biên cương xứ Lạng, nắng xuân, mưa xuân và gió xuân cũng đã khơi nguồn cho sự hội tụ của ba con sông và bảy con suối, tạo nên một cánh đồng phì nhiêu, thẳng cánh cỏ bay, phong cảnh núi non hùng vĩ của vùng biên ải. Cũng bởi vậy mà hình ảnh một quê hương bầy suối đã in sâu trong tâm khảm mỗi người con của quê hương Tràng Định và cũng in đậm trong tâm trí mỗi khách thập phương khi đến đây. Bài then Quê em bầy suối sáng tác Nguyễn Hữu Tiến do chính những người con của quê hương Tràng Định biểu diễn sẽ mang đến cho chúng ta những hình ảnh hùng vĩ mà thơ mộng ấy. Thank you.
tiên không lùi, quê em quyền đầy lui là cầu ơi. Tấn bông lao chiến thắng lưng danh, bầy con suối trong xanh cung hạ trời. Mỗi độ xuân về cũng là lúc đồng bào xứ Lạng tổ chức các ngày hội làng. Các chàng trai cô gái dân tộc lại băng rừng vượt suối đến hội để gặp nhau tâm sự, kể cho nhau nghe những vui buồn của cuộc sống. Tại vùng quê Tràng Định có lễ hội Thồng Báo Sao, được ví như lễ hội tình yêu của đồng bào nơi đây. Có thể hai vợ chồng cùng đến hội, nhưng khi đến hội, chồng đi gặp người yêu cũ, vợ tìm người tình cũ của vợ. Giữa họ không có sự ghen tuông lẫn nhau. Hết hội, họ lại trở về xây dựng mái ấm hạnh phúc của gia đình mình. Và trong những câu chuyện tình yêu ấy, những điệu ly lượn mượt mà, những câu then tiếng tính được cất lên, như những bản tình ca mang tình thương và nỗi nhớ cùng với sự giận hờn gửi gắm với đất trời và khách gần xa.
bây giờ nấy mẹ ta giờ kèn bây giờ nấy đây giờ đây than thay ta giờ mẹ than thay hèn thay bắt đuổi mẹ mèn thay hèn đuổi mẹ ngoan thay bắt đuổi mẹ and
Khí phách dân tộc được hình thành nên từ cốt cách mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi làng bản và mỗi vùng quê. Từ quê hương Tràng Định với những trang sử hào hùng gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc. Bao thế hệ người dân Tràng Định đã anh dũng đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bởi vậy mà trong từng câu dân ca của họ, hình ảnh quê hương luôn hiện hữu, gần gũi, thân thương. Câu hát dân ca đã trở thành sợi dây vô hình, góp phần làm nên cốt cách vùng quê gạo trắng nhất trong Tràng Định. Thưởng thức những làn điệu dân ca ấy, chúng ta cảm nhận được đời sống tinh thần phong phú, cảm nhận được giá trị, chân thiện mỹ, ẩn chứa trong tâm hồn mỗi đồng bào, mỗi dân tộc nơi đây. Tiếng hát hoa áo kia vang vang.
Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, Tràng Định gắn với những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng. Cho đến ngày nay, các di tích lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, lịch sử kháng chiến như cụm di tích đường số 4, khu lưu niệm Hồ Chí Minh, hang Cốc 10, Bác Lùng, Ký Làng, Đơ Quạn, đồn Pò Mã, đèo Bông Lau, Lũng Phầy hay căn cứ địa Chi Phương Quốc Khánh, Bia Kéo Lách vẫn còn đó, minh chứng cho tình yêu bất khuất, quật cường vượt qua mọi hoàn cảnh của con người nơi đây. Trên nền của giai điệu tiếng tính lời then, Đoàn Bích Khê đã cho chúng ta thấy hình ảnh một vùng biên cương Tràng Định đang từng ngày đổi mới. Thông qua theo tư Thank you.
và bà con thân mến, những giai điệu then ngọt ngào của quê hương đã chấm phá bức tranh sinh động về đất và người Tràng Định. Để cảm nhận rõ hơn về đất và người nơi đây, mời quý vị và các bạn hãy đến với quê hương Tràng Định, nơi hội tụ của bảy dòng suối mát lành, nơi sản sinh ra những đặc sản riêng có của Tràng Định nói riêng, Lạng Sơn nói chung. Chương trình ca nhạc Tràng Định gọi mời của chúng tôi xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.